Bây giờ tôi có một cái nhà máy Tôi trụ sở ở Hà Nội Tôi lại mở một nhà máy ở Hải Dương Khác tỉnh ấy. Hải Dương Thì tôi nên để cái đó là chi nhánh Hay để cái đó là một Địa điểm kinh doanh Nhà máy đó Mình gọi là nhà máy Nhưng mà đối với thuế Người ta không nhìn đó là nhà máy Mà người ta chỉ phân biệt là gì Một là chi nhánh Hai là địa điểm kinh doanh Thế thôi Đúng không? Thì cái nào có lợi hơn? Cái nào có lợi hơn? Nó sẽ như nhau. Nếu như thuế xuất không, không khác nhau. Không khác nhau. Nhưng nếu thuế xuất mà khác nhau, thì làm chi nhánh luôn luôn có lợi hơn so với cả địa điểm kinh doanh. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình làm chi nhánh thì lúc đó mình sẽ được quyền khai thuế riêng và như vậy toàn bộ thu nhập phát sinh tại đó sẽ được ưu đãi hết trong khi đó mình mà mở nó thành một địa điểm kinh doanh thì mình sẽ chỉ phân bổ được thôi tức là thu nhập được tính chung ở tính. rồi lại phân bổ cái tiền thuế đó cho địa điểm kinh doanh và cái phần mà phân bổ cho địa điểm kinh doanh thì mới được ưu đãi mà phân bổ đối với thuế thu nhập thì luôn luôn là căn cứ trên tổng chi phí chi phí của cái địa điểm kinh doanh đó trên tổng chi phí của cả doanh nghiệp là bao nhiêu không? Thế thì khi mà mình tính như thế cái tỷ lệ như thế thì bao giờ là sao nó cũng thiệt hơn so với cái việc là chúng ta coi nó là một địa điểm riêng